Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe giá rẻ. Và hôm nay thì bên em về một chiếc Mazda 2, hàng khá là hiếm luôn các bác nhá. Một chiếc xe màu sơn trắng mà pha màu đen rất là nổi bật ở phía trên nóc. Và đây là một chiếc xe phải nói là thực sự bác chủ rất là giữ gìn. Xe ngon, máy chất, gầm chắc và máy số thì bao zin, cam kết xe là không có đâm va tai nạn ngập nước. Sơn si tôn vỏ căng và được cái là lốp dày cả dàn, máy zin nguyên bản chưa có động tháo ốc gì cả. Và con này thì cái là dòng xe mà rất là lành và tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác nào mà đã đi cái dòng Mazda 2 thì biết rồi, mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chưa đến 5 lít trên 100 cây đâu ạ. Ăn xăng thì như ngửi và dòng xe này máy nó rất là chất, rất là bền luôn. Một chiếc xe mang biển Quảng Ninh 14A54652 vừa về cửa hàng em Vũ Dương Ô Tô. Và con này là một chiếc xe cực hiếm luôn các bác ạ. Hiếm vì tại sao? Không phải là vì nó là Mazda 2, Mazda 2 ra đường đầy. Nhưng mà thưa các bác, đây là một chiếc xe là nhập Thái Lan các bác ạ. Vâng, hàng nhập Thái luôn nhá. Mà chiếc xe này thì lại có cả ga tự động và có cả lim chế độ gọi là người ta là gọi giới hạn về tốc độ đấy ạ. Vâng, có cả lim luôn. Và đây là một chiếc xe rất là đẹp, sơn xì đẹp căng, cam kết các bác là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Xe cứng vừa về cửa hàng em Vũ Dương Ô Tô. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì xe vừa về, nhưng mà chưa có làm gì thì em cũng cho lên sóng luôn để các bác làm sao mà có được một chiếc xe tuyệt vời. Xem xe ok luôn. Và bên em Vũ Dương Ô Tô thì bán xe là có đảm bảo nhá, các bác cứ yên tâm, về là việc chỉ có đi thôi. La răng phanh đĩa 4 bánh ấy, la răng đúc, lốp Michelin 4 quả mới tinh tình đình. Và xe thì có hệ thống đèn bi cầu được nâng độ lên rồi, rất là tuyệt vời. Con này thì các bác hỏi là có ảnh hưởng gì đến đăng kiểm không, thì thưa các bác là không nhá, không ảnh hưởng đến đăng kiểm. Và chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024. Một chiếc xe mà em đang bán với cái mức giá là 389 triệu đồng cho các bác nhá. Một mức giá rất là hời cho các bác luôn. Xe đẹp, máy chất, bao có căng đét luôn. Và máy thì đang nổ, em để máy đang nổ đấy ạ. Nhưng mà đúng là không có hề có tí tiếng máy nào. Đây các bác này, đứng đây cũng không nghe tí tiếng máy nào luôn. Tôn vỏ thì chắc chắn dày dặn luôn. Và xe thì cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Giấy tờ thì bên em sẽ đảm bảo cho bác hồ sơ pháp lý đầy đủ, cam kết là không có tranh chấp. Và giấy tờ bên xe thì bên em sẽ hỗ trợ cho bác nhiệt tình hết thủ tục của xe, để làm sao các bác chỉ có việc là đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Đấy, sơn si đồng sơn xe đều đẹp. Và con này tỷ lệ sơn zin của chiếc xe lên đến hơn 90%. Còn về phần nội thất bên trong thì là nội thất nguyên bản, không có độ một tí gì. Trần nỉ còn nguyên, nội thất ghế da căng bóng và cũng còn nguyên luôn. Xe thì là một chiếc xe bản sport thể thao, nên là có cả hai bộ đôi luôn các bác nhìn này. Hàng hiếm có bộ đôi luôn nhá. Và đây là một chiếc Mazda 3 nhập Thái, à Mazda 2, xin lỗi các bác, Mazda 2 nhập Thái. Hàng cực hiếm, nên là bác nào mà yêu cái hàng cực hiếm này thì alo ngay cho em. Bản Mazda 2 nhập Thái nhưng mà máy nó chỉ có 1.4 thôi. Động cơ máy 1.4, Skytip, tiết kiệm nhiên liệu, lành bền với mức tiêu thụ khoảng tầm 5 lít trên 100 cây. Và cái dòng này nó cũng là một cái dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng nha các bác nhá. Vâng, máy ngon, kính zin toàn bộ, sơn zin tôn vỏ zin. Và cam kết là cánh của xe là không có bạ tỉa gì cả. Về là các bác yên tâm, quá yên tâm luôn đấy ạ. Vâng, về phần chi tiết của chiếc xe này thì các bác có thể nhìn là xe mang tên chính chủ biển Quảng Ninh 14A54652, cứng cáp này. Đấy, mặt catalan xịn sò và logo là sơn màu đỏ rất là bắt mắt nhá. Cái này là độ màu lên thôi. Đấy, còn cản của xe thì không có lỗi lầm, không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng nhá. Đèn bi gầm này, có led định vị này và cản dưới xe đây. Đấy các bác nhìn này, cản dưới rất là đẹp luôn nhá. Đẹp đều và sạch sẽ luôn. Bên này như thế này. Xe này thì cứ đảm bảo cho các bác là không có đâm va, không va quẹt nhá. Sơn xi là sạch sẽ, không hề lỗi lầm. Hệ thống đèn bi cầu projector của xe ấy khá là sáng, mắt đèn trong vắt luôn. Và xe là không có lỗi nhá. Cản trước này. Đấy, còn bên này như thế này, bên tài này. Đấy các bác nhìn nhá, bóng đèn căng sáng luôn. Đấy, độ đèn bi rất là đẹp nhá, thiết kế rất là đẹp luôn. Và con này được cái là sơn tôn cái căng đét. Đấy. Gân này. Đấy các bác nhìn các cái khe cabo đây, khe cabo này. Căng này, không hề có lỗi này. Đấy, khe cabo này. Và chiếc xe này thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2024 luôn các bác nhá. Đăng kiểm còn rất là dài luôn. Sơn sườn này, tôn mỏng luôn. Đấy. Và lốp Michelin của chiếc xe thì con này là đang sử dụng lốp 19555 la răng 16. Đấy, la răng 16 của chiếc xe dày dặn luôn. Và cái lốp này là 2021 mới thay nhá các bác nhá. Mới thay từ 2021 nên là lốp dần còn rất là dày. Lốp rãnh dày luôn này. Đấy các bác nhìn này. Về chất xe thì nói chung là về con này thì quá ok rồi. Các bác về yên tâm là chỉ có việc đi thôi. Còn các bác nào ở gần thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng em để có thể đánh giá được chiếc xe này tốt nhất. Còn nếu các bác nào ở tỉnh xa thì các bác có thể là tiến hành là xem xe đặt cọc,
sau đó em vận chuyển đến tận nhà, cam kết đảm bảo đầy đủ cho các bác. Gương chiếu hậu của chiếc xe thì không mà có tích hợp xi nhan trên gương, nó chỉ có tích hợp ở phía bên ngoài các bác nhá. Và các bác có thể để ý cho em, các bác nhìn này, gương điều chỉnh điện có thêm cái gương cầu lồi để tăng cái khả năng quan sát ở trong xe ra phía ngoài. Còn tay nắm cửa xe thì là ốp phần đen để cho nó nổi. Vâng. Đấy, cửa đóng rất chắc và chỉ keo của xe là zin. Toàn bộ răng cao su là không có rách gì cả, răng cao su còn nguyên, răng chống ồn của xe là còn nguyên này. Đấy, và keo chỉ zin này. Các bác nhìn nhá, chỉ zin luôn, bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, một chiếc xe cực kỳ chất luôn nhá, xe ngon máy chất. Đấy, kính điện 4 cánh là hoạt động bình thường và xe thì đã được dán phim 3M cách nhiệt hết rồi. Nội thất bên trong xe là nội thất ghế da. Đấy, nội thất ghế da zin. Ghế là nguyên bản, mở da này thì nó cũng là cái dàn da nhập khẩu cực đẹp, da mềm, độn da căng đét luôn. Và cái ngồi này thì không bao giờ bị lóng lưng. Đấy, cái dòng Mazda 2 cũng như Mazda 3 cũng là một cái dòng xe mà được cái nội thất là đánh giá rất là điểm cao. Đấy, đánh giá toàn 9-10 điểm thôi. Còn phề trần của xe thì là không có lỗi lầm, không nó rất là sạch sẽ và không hề có mục mọt. Đấy. Còn phần sàn xe thì các bác nhìn này, sàn xoắn này, pha mới kết hợp với sàn dưới, sàn nỉ của nó còn đẹp như này. Đấy, sàn 6D nhá. Và bàn đạp chân phanh với chân ga của xe thì là cũng được độ lên cả phần mạ chrome ất sáng bóng. Còn các cái phím này của nó gần như mới tinh luôn. Đấy, phím ít sử dụng, xe ít sử dụng nên là các cái phím này gần như là mới tinh tình tình. Đấy, các bác nhìn nhá, rất mới luôn. Đấy, kể cả các cái phím vô lăng tích hợp trên này rất là mới. Đấy, xe đẹp căng đều, đấy, sạch sẽ, đấy, kể cả vô lăng, các cái phần mòn này gần như là mới, nó không hề có bị mòn một tí nào, đấy, rất là sạch sẽ luôn. Và đồng hồ thì hiển thị là 9.3 chuẩn đúng không nhá, con này là 9.3 chuẩn và không có tua tiếc gì cả, vẫn còn nguyên, đấy, xe rất là cứng đẹp, sơn xi sạch sẽ. Bản lề đây, đây đây, xe bản lề đằng này, các cái ốc này là nguyên nhá, chưa động này, đấy, ốc này còn nguyên này, đấy, ốc bản lề, chỉ keo là zin. Chỉ nguyên bản này, đấy, các bác nhìn nhá. Và bên chỉ cánh đằng sau đấy cũng thế này, đấy, tôn cánh đằng sau đây, đấy. Nói chung là về chất của chiếc xe này thì cũng tương đối là ok, đấy, sơn xi sạch sẽ, tôn chất quá ok luôn, yên tâm luôn, đấy, các bác nhìn nhá. Vâng. Và cột keo chỉ thì em đảm bảo cho các bác rồi, nên là các bác về là quá không cần phải nghĩ ngợi, đấy, toàn bộ đinh hàn này là nguyên, đấy, các bác về là các bác cứ yên tâm là việc vực chạy thôi. Phần bên này cũng thế này, chỉ cánh là kính zin nhá, toàn bộ chỉ cánh là zin luôn, nguyên bản, đấy, còn nguyên này, đấy, tappy này, đẹp và kính điện lên xuống là rất nhẹ nhàng, đấy. Và các bác có thể để ý cho em là nội thất cái hàng sàn ghế đằng sau đây, thì là sàn ở trước xe là sàn da 6D, hàng rộng rãi luôn. Đấy, Mazda 2 là một mẫu xe mà tương đối là nhỏ nhắn xinh xắn, đấy, rất là phù hợp với chị em phụ nữ, đấy, đi những con này thì vừa gọn vừa tiện, dễ lái. Mà cũng rất là bốc, khỏe. Khi mà mình cần mình có thể đạp ga thì nó cũng không kém gì những cái mẫu đam xe 2.0. Còn về phần độ ăn xăng thì con này là vô địch về tiết kiệm nhiên liệu đối với dòng sedan rồi. Dòng sedan thì mà Mazda là một cái hãng xe mà cái thứ nhất là cũng đã là quá nổi tiếng về cái độ ăn tiêu hao nhiên liệu. Và cái thứ hai cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người yêu. Đấy, lốp đằng sau cũng thế, rất dày. Lốp 195-55 la răng 16. Đấy, các bác nhìn này, lốp dày khự luôn, không này lỗi lầm. Đấy, lốp dày nhá, không lỗi này, cua lốp sạch sẽ, đinh đĩa các thứ là còn nguyên. Đấy, không có động chạm gì cả. Đấy, tôn sườn này. Đấy, các bác nghe tiếng tôn nhá. Vâng. Còn đây là phần nhựa nhá, đằng sau là phần nhựa thì để nó tránh sát thương. Đây là đằng sau và đằng trước đều dùng cản nhựa, thì cản nhựa của xe là sạch sẽ đều đẹp. Đấy, hệ thống đèn của chiếc xe được ôm sát thân, đèn là không hề có ố mốc rạn nứt, để không có nước non gì cả. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, chất đèn thì quá yên tâm luôn. Xe ngon máy chất đấy, biển số 14A54652. Và bên này thế này, các bác nhìn ạ. Vâng. Sạch sẽ luôn. Đấy, đèn đóm này sáng láng không hề lỗi lầm. Đấy. Toàn bộ cản sau là đồng sơn đều đẹp nhá. Và con này là bô kép thể thao. Đấy, bô đôi kép này. Hai bên nhìn rất là xịn sò và có chất thể thao quá ok luôn. Form xe cứng đẹp luôn. Và các bác là quá yên tâm. Đấy, cốp sau đây chỉ keo bao zin. Các cái lỗ này, lỗ kỹ thuật đây này, các bác nhìn này, đấy còn nguyên, chỉ zin nguyên nhá, không hề lỗi này. Các cái đinh này, đấy, các bác lỗ tròn này, đấy, lỗ tròn của nó còn nguyên. Đấy, chất xe thì quá ok về độ chất rồi. Còn phần gầm này, dưới này, đấy là còn được độ đèn nữa, đèn màu thì nhìn quá ok rồi. Còn về phần sàn
Thì con này nó có một cái sàn nhựa để chống bẩn thôi, sàn nỉ gốc của nó đây, và đồ nghề xe thì còn nguyên, đồ tháo mở lốp sơ cua các thứ là có hết nhá. Đấy, về là các bác quá yên tâm. À, nói chung là đồ nghề là không phải nghĩ rồi. Đấy, lót sàn chống ồn. Đấy, cái dòng này thì nói chung là thể thao, được cái là cái cốp của nó ngăn ngắn, nhìn thì nó cũng nhỏ nhắn xinh xắn, nó được cái là chạy rất là phê. Đấy, lốp Michelin bên này dày dặn luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Lốp dép dày. Đấy, 2021 mới tinh. Đấy, lốp còn dày thế này. Cái này thì riêng quả lốp này thì các bác cứ đi cho em tầm khoảng 7-8 năm thoải mái. Vâng. Đấy, các bác nhìn nhá, chất lốp thì quá yên tâm luôn. Đấy. Và nội thất nhìn từ bên này sang, các bác nhìn này, rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy. Bên này thì keo chỉ thì cũng bao zin cho các bác đẹp luôn này. Đấy, các bác nhìn nhá, chỉ đây, zin luôn, nguyên bản. Đấy, nhưng cái này là cái chỉ vẫn còn zin, nhưng mà cái này là mép nó bị... kiểu bị chày thôi, không vấn đề gì nhá. Và không mất một phân ni cao chỉ nào. Đấy, xe đều đẹp và cứng luôn. Bên em thì nói chung là cái dòng này thì nó cũng là một cái dòng xe dễ bán. Vâng, mà đặc biệt đây là một cái xe bản nhập Thái các bác nhá. Nhập Thái đời 2015, hàng hiếm luôn, thực sự là hiếm luôn đấy ạ. Nhiều bác bảo úi rồi ôi. Đấy, cái đấy thì đầy, các bác cứ thử kiếm ngay. Vì cái đời 2015 thì dòng xe này nó đã ở Việt Nam mình rồi. Và cái dòng này Mazda 2, Mazda 3 đều là những cái dòng xe mà được rất nhiều người yêu chuộng. Tuy nhiên là những chiếc xe mà nhập Thái ấy, là những người phải thực sự am hiểu và mua hiếm thì mới có những chiếc xe như thế này. Chứ còn bản nhập Thái là bản hiếm luôn các bác nhá. Đấy, điều hòa ô tô này, điều chỉnh cửa gió, tốc độ gió và nhiệt độ đầy đủ. Đấy, các cái cổng sạc đây. Và bên này cần số thì vẫn còn tương đối là mới sạch sẽ nha các bác nhá. Đấy, bên này là chế độ thể thao xe này, chế độ cài đặt sport ở trên màn hình như này. Đấy. Và bên này thì là cái phím điều khiển ở trên màn hình còn nguyên. Nói chung là tất cả các chức năng của xe thì đều hoạt động hoàn toàn bình thường. Quay luôn gầm cho các bác xem cái gầm của xe này nhá. Đấy, các bác nhìn gầm đây này. Đấy, các bác nhìn gầm đấy ạ. Gầm nó thoáng và sáng, không hề có lỗi lầm, không hề có mục mọt gì luôn. Nói chung là bác chủ của con xe này cũng là một chiếc xe rất là giữ gìn. Bác ấy đi xe rất là giữ gìn luôn. Và các bác biết rồi, những người mà đã chơi những cái hàng độc, hàng lạ, hàng hiếm ấy ạ, là những người thực sự là quá am hiểu về những chiếc xe của người ta rồi. Thế nên là về chất xe thì họ đều giữ gìn rất là cẩn thận. Các bác mua về những con này thì quá yên tâm. Và cái dòng này sửa chữa của nó rất là đơn giản, không hề bị khó khăn một tí nào. Đấy, xe đẹp bao căng đét luôn. Em sẽ mở nắp capo lên cho các bác cùng xem nhá. Đây, trước mắt các bác đang là khoang động cơ của chiếc Mazda 2. Em này thì sử dụng động cơ máy cái stip, máy 1.5. Đấy, em chống cái cabo đó. Đây, động cơ máy 1.5 cái stip nhá. Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 5 lít trên 100 cây. Nhiều bác bảo làm gì có. Đấy, 6-7 lít, 8 lít không có đâu các bác ạ. Các bác cứ thử hỏi những người mà đã đi Mazda 2 là các bác biết ngay, vì cái mức tiêu thụ định danh nhiên liệu của chiếc xe đã được công bố ở trên thị trường rồi, không phải là tự dưng mà nó có những cái mức tiêu thụ nhiên liệu đâu ạ. Còn xe thì cam kết các bác là máy số zin từng con ốc nhá. Đây là zin từng con ốc này, ốc zin nguyên bản chưa có động chạm gì. Đấy, cái thứ hai là hơi thừa hơi khói là không bao giờ có. Cái dòng này thì nó có răng cao su. Đấy, đây, không có tí hơi thừa luôn, nó có răng cao su lên rất là khít. Đấy, các bác vặn nắp là cũng phải cẩn thận. Đấy, còn em này thì dầu mỡ là không phải nghĩ là dầu này. Đấy, dầu vàng này. Cái này thì dầu này thì bác nào mà mua về thì cũng khuyên các bác là thay dầu là vừa. Còn đâu về chất của xe thì quá ok, máy nổ êm thin thít luôn và chắc chắn luôn. Đấy, không hề lỗi, chạy rất là êm. Đấy, động cơ máy số êm. Đấy, ốc ác như chuẩn chỉ từng con. Và xe là không có đâm đụng nhá. Các bác nhìn này. Đấy, các bác nhìn đầu ràng này. Đấy, còn nguyên, không có đâm đụng này. Đấy, đầu bên này như thế này. Bên em thì đảm bảo cam kết cho các bác đầy đủ ấy, giấy tờ hồ sơ pháp lý, rồi cũng như là về chất xe. Thế nên là các bác yên tâm. Đấy, răng đầu của nó là còn nguyên. Các bác nào muốn xem kỹ chi tiết nhá, các bác chỉ cần dừng hình thôi, các bác zoom phóng lên là được, các bác có thể nhìn được. Vì là bên em đang để chế độ 4K, xem video rất là nét. Đấy, các bác cứ thử thoải mái là các bác xem kỹ là được. Còn các bác nào yêu thì cứ nhanh tay điện thoại ngay cho em Vũ Duy Auto. Đấy, qua số điện thoại 0869158926. Bên em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cũng như là tất cả các cái chi tiết kèm theo của chiếc xe để làm sao các bác có thể là phán đoán được ngay chiếc xe tuyệt vời nhất. Đấy, là các cái keo chỉ của nó là còn nguyên. Đấy, còn nguyên đây này. Các cái đinh này nó còn nguyên và logo dập còn nguyên nhá. Vâng, bên em thì đi kiểm xe ấy, thì bên em cũng đã test tiếp các thứ hết rồi.
Về cái vấn đề xem là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc là xúc thôi, chứ còn đâu còn con này thì về chất thì không cần phải bàn cãi. Vâng, riêng chất xe này thì bên em bao đẹp cho các bác luôn nhá. Và đây là một chiếc xe nhập Thái vừa về cửa hàng em Fuji Auto. Một chiếc xe Mazda 2 mà rất nhiều anh chị em mê, vì nó vừa đẹp, vừa tiện, vừa gọn, mà giá nó chỉ có 389 triệu đồng thôi. Một chiếc xe tuyệt vời. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này thì có thể là điện thoại qua kênh của em Fuji Auto 0869158926 xem xe và lái thử trải nghiệm luôn. Một mẫu xe tuyệt vời, một mẫu xe có gãy số vô lăng, ủi nhiều chế độ vô cùng luôn các bác ạ. Các bác nhìn này, gãy số vô lăng này, đấy, ga tự động này, rồi căn làn này, cảm biến cảnh báo này, đấy, có chế độ cài đặt tốc độ và hạn chế tốc độ, đấy, rất nhiều các cái phím tùy chọn trên đây, đấy, đèn đóm đầy đủ, gạt mưa gạt kính không thiếu gì, đèn độ start stop thông minh, à, xem nào, à, gạt mưa này, đấy, tơi phun tơi luôn các bác nhá, xe xịn sò mà option thì phun kịch đồng hồ. Nào, bác nào mà yêu thì alo ngay cho em Fuji Auto. Cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với Fuji Auto. Chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà. Xin chào tạm biệt. Con này được cái là bộ trần của nó quá tuyệt vời luôn, đẹp căng như mới các bác ạ, không thiếu một cái gì. Xe ngon mà giá thì quá thơm. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.